Nhắc đến ẩm thực Malaysia, người ta thường nghĩ tới là các loại gia vị, sự hấp dẫn và cả đa dạng. Nhưng còn sự hài hòa thì sao? Malaysia, Trung Quốc, Ấn Độ và những dân tộc khác đã cùng nhau hòa thành khúc nhạc văn hóa đầy màu sắc ở đây. Hàng ngày chúng ta nhìn thấy nó, sống chung với nó và thưởng thức nó, từ các nhà hàng năm sao, những quán cà phê bình dân cho đến bàn ăn của tất cả người dân sành ăn. Nền ẩm thực của Malaysia đã gắn kết nhiều đất nước lại với nhau. Hãy cùng tôi tìm hiểu khúc hòa âm của ẩm thực Malaysia trong Khám phá Malaysia cùng Martin Yan. Tôi đang đứng ở một thị trấn cổ, cách thủ đô Kuala Lumpur 30 phút đi đường. Các bạn nhìn nhà hàng này đi, không phải giải thích nhiều, chỉ cần nhìn vào là biết được cuộc sống bận rộn hàng ngày của người dân ra sao rồi. Một ngày tốt lành bắt đầu bằng bữa sáng truyền thống kiểu Malaysia. Từ sớm mà nhà hàng đã rất đông khách, không còn chỗ ngồi. Hình là tôi có đem theo ghế ngồi, rồi ngồi xuống thôi. Tôi ngồi chung được không? Được chứ, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi là Martin Yan, tôi là Wan. Đây là vợ của tôi. Tôi đến từ San Francisco. Chào mừng đến Malaysia. Cảm ơn anh. Anh đến đây ăn sáng mỗi ngày sao? Phải, chỗ yêu thích của tôi rất đậm đà hương vị. Ồ, vậy sao? Quán này chuyên món Malaysia hả? Phải. Quán ăn này đã tồn tại 75 năm. Trên lầu của nó là khách sạn Railroad. Như các bạn thấy trên bảng hiệu, chủ của quán ăn này là người Trung Quốc. Tôi rất vui được gặp một người bạn mới, anh Phu. Rất vui được gặp anh. Chào, rất vui được gặp anh. Tôi rất tò mò. Từ năm 1940, gia đình của anh đã khai trương quán ăn này từ tầng 1 của khách sạn 5 sao thật sao? Phải, chúng tôi muốn mở một quán ăn phục vụ các món truyền thống, bình dân, nhưng hòa quyện hương vị Malaysia, Trung Quốc và Ấn Độ. Gia đình chúng tôi cùng nhau quản lý nơi này, anh cũng thấy rồi đó. Phải, các món ăn thật sự rất ngon. Nó còn có thể thể hiện tình đoàn kết và sự hài hòa của một tập thể. Đó cũng là lý do ẩm thực Malaysia làm cho tôi vô cùng ấn tượng. Nó giống như một bản hòa tấu vậy. Hương vị của món này cực kỳ hấp dẫn. Gia vị kết hợp hoàn hảo với nhau. Anh Phu, cảm ơn anh. Cạn ly mừng một Malaysia hài hòa bản sắc. Phải, Malaysia đoàn kết. Malaysia đoàn kết. Người dân Malaysia mọi tầng lớp đều yêu thích một bữa sáng đa dạng tại đây. Chúng ta đã thử bữa sáng kiểu Malaysia trong quán Trung Hoa. Vậy còn bữa sáng mang hương vị Ấn Độ thì sao? Quán ăn có tuổi đời 80 năm, phục vụ món cơm gói trong lá chuối, món ăn kiểu Ấn Độ ngon lành nhất ở phố làng. Quán có tên là Yap Khi. Rất mới lạ có phải không nào? Ở thành phố làng có rất nhiều dân tộc chung sống, làm việc và cùng đi ăn với nhau. Truyền thống của dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tôi đang gặp gỡ ba thế hệ chung sống và làm việc hòa hợp cùng nhau. Thật tuyệt vời. Bây giờ chúng ta có món gì đây? Ta có cơm, bắp cải xào, gà chiên, cà ri gà, hoành thánh chiên, dưa leo, nước sốt và súp rau củ. Tôi sẽ thử cà ri gà ăn với cơm, nắm chung lại như vậy. Thử dưa leo nữa. Ngon quá đi. Con trai và con gái anh thì sao? Chúng có thích quản lý nơi này không? Con trai của tôi làm chủ quán rồi. Vậy là đến thế hệ thứ tư làm chủ sao? Và tôi chắc chắn nhiều thế hệ trong tương lai sau này cũng sẽ làm việc một cách hòa thuận như bây giờ. Cảm ơn hai anh. Quán ăn mang nét lịch sử Trung Hoa này phục vụ các món ăn yêu thích của người Malaysia. Không gian hiện đại nơi đây thu hút rất nhiều thực khách trẻ tuổi. Tôi xin trân trọng giới thiệu
ba chàng lính ngự lâm ở Malaysia. Ali, Muchu, Ahok. À không, tôi giỡn chút thôi. Xin giới thiệu Colin. Chào anh, Ernest, anh khỏe không? Tôi khỏe. Hai anh bạn này có ý tưởng kinh doanh độc đáo nhất tôi từng biết. Nhà hàng của các anh có cái tên rất thú vị và gây tò mò. Ý tưởng xây dựng nhà hàng cũng cuốn hút nữa. Có thể cho tôi biết vì sao nhà hàng có tên là Ali Muthu và Ahok không? Ali là cái tên phổ biến nhất ở Malaysia. Ở Trung Quốc cũng tương tự. Anh sẽ gặp rất nhiều người tên là Ahok, tên Muthu, ở Ấn Độ cũng vậy. Đó là bắt nguồn của tên nhà hàng. Các anh chọn ra thực đơn thế nào để nó phù hợp với ý tưởng của nhà hàng này? Đa số người dân Malaysia đã quen thuộc với những món nasi lemak. Tiếp theo là món mì Quảng Đông. Có cả loại sốt đặc biệt kèm rau nữa. Đây là món roti jala của Malaysia, ăn kèm với kari gà. Còn đây là món mì xào Ấn Độ. Tôi cũng rất thích món gà Hainan này. Đây cũng là món yêu thích của người Hoa. Các anh có đủ hết các món họ thích ha. Người Ấn, người Trung, người Malaysia. Ẩm thực mang mọi người lại gần nhau hơn. Xin cảm ơn ý tưởng dùng thức ăn để phát triển xã hội, tình đoàn kết và sự thuận hòa. Cạn ly nào. Tôi từng thưởng thức món ăn Trung Hoa ở khắp nơi trên thế giới. Và ở Malaysia, tôi chắc rằng bạn sẽ được nếm thử món Trung Hoa đủ sắc hương vị. Và bây giờ, mời các bạn theo tôi. Rất hân hạnh được giới thiệu người bạn của tôi, anh Lau, chủ nhà hàng Hagi Sarin Lau Grand. Động lực nào khiến anh quyết định mở nhà hàng ở độ tuổi này? Nhà hàng của tôi chuyên về các món ăn đạo Hồi kiểu Hoa. Vì có rất nhiều người Trung Hoa và đa số người Malaysia theo đạo Hồi. Họ thích ăn món Hoa, nhưng ít nơi bán những món đạo Hồi kiểu Hoa như vậy. Từ đó tôi có ý tưởng mở nhà hàng Trung Hoa chuyên món đạo Hồi. Cũng vì tôi muốn phục vụ dân tộc của tôi, cũng như đại đa số người dân tại đây. Hay lắm, hay lắm. Tôi được biết trước đây anh từng kinh doanh thiết bị nhà hàng. Theo thời gian tiếp xúc thì anh đã yêu ẩm thực. Rồi anh tự mở nhà hàng của mình. Anh đã mở được 24 nhà hàng trong vòng 9 năm. Thành công này thật sự trên cả tuyệt vời. Một câu chuyện đầy cảm hứng. Anh giới thiệu về các món ăn đạo Hồi kiểu Hoa ở đây có được không nào? Đây là món súp bong bóng cá. Có bong bóng cá, phi lê cá, mực, tàu hũ và đậu que. Rất bổ dưỡng, để tôi nếm thử. Vị súp hài hòa, tuyệt vời. Tôi thích món này. Còn đây là cá mú hấp, gừng, tỏi, còn có nấm, rau mùi, hành tây. Để tôi nếm thử nha. Nước sốt rất đậm đà, có một chút cay, rất hợp với cá mú. Hấp cá là phương pháp thực dưỡng tốt nhất cho sức khỏe. Đây là món đùi gà chua ngọt. Thịt gà mềm, vị chua chua ngọt ngọt, da gà thì giòn. Sự kết hợp tuyệt vời. Đây là tôm chiên giòn, tôm bọc trứng chiên giòn. Phải, nếm thử nào. Vỏ ngoài giòn rụm, có một lớp trứng bọc ở bên ngoài vàng ươm, hấp dẫn quá. Đây là vịt quay sao? Phải, vịt quay Hồng Kông. Đó là đậu que xào trứng muối. Giòn quá, tôi rất thích vị của nó. Đây là một nhà hàng tuyệt vời dành cho đại đa số người theo đạo Hồi tại Malaysia. Anh không chỉ có một, mà là 24 nhà hàng phục vụ cộng đồng. Dùng món ăn để mang lại sự hòa hợp cho đất nước, cho xã hội. Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn anh. Cảm ơn rất nhiều. Không có chi. Tại đây luôn có một hàng dài chờ đợi thưởng thức món gỏi Ấn Độ này.
Bất kể bạn là người Ấn Độ, Malaysia hay Trung Quốc, món ăn này đã kết nối mọi người lại với nhau. Tôi cũng xếp hàng đây, đã 10 phút rồi. Cuối cùng cũng tới lượt tôi. Trứng, tàu hũ, mực, dưa chua, dưa leo bào, nước sốt. Nhìn đây, tôi sẽ tìm chỗ ngồi xuống ăn như mọi người. Màu sắc đẹp thật. Ngày nào cũng có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi để thưởng thức món này suốt 365 ngày trong năm. Chắc hẳn nó ngon và đặc biệt lắm đây. Dưa leo và dưa chua, rất ngon. Chan với nước sốt đặc biệt có vị ngọt. Đây là trứng cút. Bùi quá, ngon tuyệt. Trứng thường không có vị, nhưng mà khi có nước sốt, nó làm dậy lên rất nhiều vị khác nhau. Còn đây là khoai tây. Lớp ngoài rất giòn, bên trong thì mềm xốp, kết hợp hoàn hảo với sốt. Món này bình dân và ngon cực kỳ. Vừa tới 2 đô la Mỹ, chỉ với 5 ringgit. Để nếm thử món ăn đặc sắc đây mà thôi. Đó là lý do mọi người xếp hàng đông như vậy. Một món ăn ngon, bổ, rẻ, xứng đáng để bạn xếp hàng chờ đợi. Món gỏi này thường ăn chung với món chè Sendol mát lành. Người Malaysia và Ấn Độ rất thích món tráng miệng này. Từ roti ở đây có nghĩa là bánh mì. Ở nhà hàng Kaju này, những người thợ làm vỏ bánh roti cực kỳ mỏng, đòi hỏi tay nghề đặc biệt và một trí tưởng tượng phong phú. Họ đã phát triển vỏ bánh mì lên một tầm cao hoàn toàn mới. Nhìn anh ấy kìa, vỏ bánh mỏng quá, mỏng như khăn giấy vậy. Một lớp bao phủ hoàn toàn mặt lò nướng dài hơn 1 mét, rồi rải bơ lên, ở đó, ở đây nữa. Phết đều ra, rắc thêm đường lên. Sau đó là sữa đặc, mật ong. Nhìn đây, lớp da bánh đã thành màu vàng nâu. Kéo lên thôi. Xong rồi, cầm một đầu, cao quá đi. Vỏ bánh mỏng thật. Nhìn nó nè, xếp lại, nó chín đều và rất giòn. Sau đó, đặt bánh lên đây. Cao thật đó. Bây giờ ta mang ra cho khách được rồi. Tôi phải đỡ như vậy. Rồi để nó xuống đây. Xin mời cả nhà thưởng thức. Xin mời cả nhà. Nhà hàng này nhộn nhịp thật. Tôi cũng có mở nhà hàng, nhưng mà ở đây đông hơn nhiều. Ngày nào cũng có thực khách ra vào. Xin giới thiệu người bạn của tôi, chủ nhà hàng và cũng là bếp trưởng Original Kaju. Theo anh, điều gì tạo nên sự nổi tiếng và thành công của nhà hàng đến vậy? Chúng tôi mang đến những món ăn bổ dưỡng với giá bình dân. Nhà hàng còn có các món đạo Hồi chịu Ấn. Thực khách Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia ai cũng có thể tới thưởng thức. Đúng vậy, ý tưởng rất hay. Tôi nếm thử món đùi cừu nhé. Tôi rất thích. Bây giờ anh biết tại sao chúng tôi thành công rồi đó. Nhờ vào mùi vị và giá cả phải chăng? Nhìn cái đầu cá này, lớn thật đó, nấu với cà ri. Nhà hàng này mở được bao lâu rồi? Lúc tôi 7 tuổi, cha tôi đã khai trương nhà hàng. Bây giờ tôi 53 tuổi và đây là công việc duy nhất của nhà tôi. Tôi thấy được đam mê của anh. Thực khách tới đây để thưởng thức những món ăn đậm chất Malaysia thật tuyệt vời. Nhân đây tôi muốn cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã ghé qua. Chúc anh luôn thành công. Cảm ơn. Bữa sáng ở Malaysia hấp dẫn và đa dạng là như vậy. Nhưng bữa trưa còn ngon lành và phong phú hơn nữa. Đây là nhà hàng Village Park rất nổi tiếng. Mọi người chen nhau để mua suất ăn trưa tại đây. Thực khách bất kể ngành nghề nào, từ ngày thủ tướng cho tới một công nhân đều đến dùng bữa tại đây. Kể cả ngôi sao đầu bếp như tôi cũng tới đây, bởi vì tôi thích món nasi lemak tại đây. Nhà hàng này làm tôi tiếc, bởi vì bữa trưa chỉ tới một lần trong ngày. Ngồi cạnh tôi là hai người bạn Dato Samuel và Datin City.
Đây là những món gì vậy? Món này gọi là mì rebus. Món mì đặc biệt này có nước sốt rất ngon. Phải. Còn đây là món gì? Đây là mì gà sotto. Thịt gà nhiều chứ nè. Ngon thật. Ức gà được ướp rất thấm, tôi rất thích. Món này là mì cà ri. Trong này có đậu que, bột ớt, kết hợp với nước cốt dừa, nước hầm gà. Có ớt nữa, tôi rất thích món này. Món này nữa, mùi vị rất ngon. Đây là đậu đũa, xào ớt sao, có đậu bắp nữa. Người Mỹ hay gọi là okra, họ hay dùng nó để xào với thịt gà, phải. Rất ngon. Món đậu đũa này vừa chín tới, vẫn còn rất xanh và giòn. Phải giữ độ giòn của nó. Rất giòn và đẹp mắt nữa. Còn món này thì sao? Đó là bánh mì nướng. Bánh mì nướng kẹp trứng với sốt ớt. Nhìn nó kìa, như là hamburger vậy. Tôi mới ăn lần đầu, giòn quá. Nhìn những món ăn đa dạng này đi. Hèn chi người dân bản địa yêu thích nhà hàng này như vậy, kể cả tôi nữa. Tôi thích nhất là món nasi lemak. Xin nâng ly chúc anh chị luôn luôn thành công. Khởi động thôi. Để làm gì biết không? Mọi người nhìn đi, nơi này đông khách tới nỗi không đủ nhân viên phục vụ. Nên tôi sẽ giúp họ. Tôi sẽ đem dĩa dơ vào trong. Dù bạn du lịch tới nơi nào ở châu Á, bất kể thành phố lớn nhỏ, cũng nên đến chợ đêm một lần. Ở đây có một khu chợ đêm rất lớn và trải dài tích tắp. Khu chợ dài tới nỗi bạn cứ đi hoài không thấy điểm dừng luôn. Điều thú vị là trong chợ đêm luôn có các hàng ăn nhỏ cho bạn thưởng thức món địa phương. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn quá thơm, hình như mùi đồ nướng. Nhìn kìa, món gà nướng. Họ nướng nguyên con và phết một loại sốt đặc biệt. Người Malaysia thích món này, nhìn tuyệt vời. Đây có lẽ là món gà nướng ngon nhất tôi từng ăn. Còn đây là tàu hủ thối. Mùi của nó rất nồng và kén người thưởng thức. Hoặc là bạn sẽ yêu nó, hoặc sẽ vô cùng ghét nó. Giống như là sầu riêng vậy. Món này có trứng và hào. Rất nhiều trứng và hào là khác. Một sự kết hợp khác lạ. Nhưng mà ngon cực kỳ. Ấn tượng thật. Vị của hào tươi và trứng kết hợp hoàn hảo với nhau. Đây là món bánh kếp khổng lồ. Một món tráng miệng ngon lành. Bên trong có đậu phộng nghiền, đường và cả bắp ngọt nữa. Ồ, tôi nhìn thấy bạn nè. Thấy bạn rồi. Nhìn đây nè. Để tôi nếm thử. Món này rất giòn và ngọt, còn đậm đà vị đậu phộng. Không thể tin được. Tôi chưa bao giờ ăn món nào như vậy. Không biết trong đây là gì, mở ra thử coi. Nào nhìn đây. Đùi gà với nước sốt thảo mộc Trung Quốc. Thơm quá. Mùi thịt gà và thảo mộc rất thơm. Thịt gà tan chảy trong miệng, rất là mềm. Tôi sẽ đứng đây và từ từ thưởng thức món này. Đừng có hối tôi. Đây là cách họ nấu món bánh hấp dẫn này. Mỗi cái bánh gà dường như đông đầy cảm xúc trong đó. Có đầy thịt gà bên trong. Hai vỏ đều có trứng. Thật là ngon. Mùi rất thơm. Đây là chả cá. Họ nướng chả đến khi nó có màu chín vàng đều. Giòn như là snack khoai tây vậy. Nhưng mà ngon hơn rất nhiều. Còn đây là da cá chiên. Thơm quá. Bên ngoài rất giòn, bên trong thì mềm và mọng nước vô cùng. Tôi rất thích.
Thịt được ướp đều từ trong ra bên ngoài. Còn đây là khoai tây lóc xoáy, nhìn nó cũng giống như ngôi chùa nữa. Anh nhìn đây, nó còn nóng hổi. Tàu hũ nóng, nó đặc như rau câu vậy. Còn nóng hổi luôn nè. Ăn kèm với đường nâu và nước đường gừng. Xem đây, tàu hũ rất mềm và thơm đậm mùi đậu. Ngon vô cùng. Món này có vị ngọt vừa đủ. Tuyệt vời. Quả là một ngày thú vị. Tôi đã được đi khắp nơi và học được rất nhiều thứ. Mà hình như tôi ăn quá nhiều. Nhưng mà đây vẫn chưa đủ để diễn tả một ngày điển hình tại Malaysia. Bằng cách chung sống, trân trọng nền văn hóa và ẩm thực của nhau, Malaysia là một bức tranh khảm đầy sắc màu hài hòa. Mọi bản sắc hòa quyện với nhau như một khúc nhạc hòa tấu. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau của Khám phá Malaysia cùng Martin Yan. Tạm biệt.